chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 đánh giá lại tình hình kinh tế xã hội của cả quý 1 và đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 năm nay tăng mạnh do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch. Chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm của bản tin hôm nay. Có một hành trình đặc biệt ở cả Việt Nam và Mỹ để cùng tìm ra vị trí khu mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ác liệt đồi Xuân Sơn cuối năm 1966 tại Bình Định. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 nhằm đánh giá lại tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và cả quý 1, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành quyết liệt triển khai phục hồi nhanh, phát triển kinh tế bền vững, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô bằng mọi biện pháp. Theo báo cáo tại cuộc họp, tình hình kinh tế xã hội quý 1 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó nhiều lĩnh vực đạt mức tăng trưởng nhanh nhất tính từ năm 2020 đến nay. So với quý 1 năm ngoái, công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 6,4%, thu ngân sách nhà nước tăng 7,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 14,4% và vốn FDI thực hiện tăng 7,8%, đạt mức cao nhất so với quý 1 các năm từ 2018 đến nay. Sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt nhiều kết quả tích cực. Thương mại dịch vụ thị trường lao động phục hồi mạnh mẽ. Đặc biệt, số doanh nghiệp thành lập mới tái gia nhập thị trường quý 1 đạt kỷ lục 60.000 doanh nghiệp, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Niềm tin của người dân và doanh nghiệp tăng lên. Đối tác quốc tế, nhà đầu tư có nhiều đánh giá tích cực về tình hình kinh tế xã hội và sự phục hồi của Việt Nam. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tháng 3 và quý 1, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Xung đột ở Ukraine tác động đến thị trường năng lượng, tài chính và cung cầu hàng hóa trên toàn cầu. Giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới, nhất là giá dầu, chi phí logistics và lạm phát ở nhiều nước tăng cao, gây áp lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước. Trong khi đó, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, chúng ta còn phải giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm và những vấn đề phát sinh. Tình hình thế giới và khu vực như thế thì chúng ta thấy là cái việc mà xây dựng một cái nền kinh tế độc lập tự chủ là hết sức quan trọng, không bị phụ thuộc, không bị chi phối lớn bởi cái bên ngoài. Và chúng ta độc lập tự chủ không có nghĩa là chúng ta cô lập, chúng ta tự cung tự cấp. Chúng ta vẫn hội nhập sâu rộng, thực chất và có hiệu quả với thế giới. Hai cái này đi liền với nhau, chúng ta phải dựa vào cái nguồn lực bên trong, cái nội lực của chúng ta là chính, bao gồm con người, thiên nhiên, bao gồm truyền thống lịch sử văn hóa. Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô bằng mọi biện pháp, bám sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để đảm bảo các cân đối lớn, tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân, củng cố đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, quyết liệt giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cụ thể, mà trước hết là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA. Cho đến hết quý 1 này, tình hình nó vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các ông chí Bộ trưởng, các ông chí trưởng ngành, rồi các cơ quan thông tấn báo chí tập trung cho cái giải pháp mà tăng cường cái giải ngân. Đây nó có vừa là động lực cho sự phát triển, nó vừa cho góp phần cái phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Cái đầu tư công này con nó có vấn đề thể chế, nó cũng còn vướng mắc thì tiếp tục rà soát thể chế. Cái thứ hai là dứt khoát là không có manh mún chia cắt và kéo dài, vừa làm mất cái thời gian, vừa làm tăng thủ tục hành chính và vừa giảm cái hiệu quả đầu tư. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành chỉ đạo quyết liệt triển khai chương trình phục hồi nhanh, phát triển kinh tế bền vững. Đồng thời tập trung xây dựng các quy hoạch theo luật quy hoạch, khẩn trương rà soát các vướng mắc, ách tắc để báo cáo với Quốc hội, đề xuất sửa đổi, bổ sung. Thủ tướng giao các bộ ngành chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó với những ảnh hưởng tác động bởi xung đột tại Ukraine. Thủ tướng đặc biệt yêu cầu phải quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực chứng khoán, phát hành trái phiếu, bất động sản. Biểu dương Bộ Công an đã vào cuộc tích cực, chủ động, linh hoạt trong vấn đề này.
Còn chiều ngày 4 tháng 4, trong phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ đã nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, đề nghị xây dựng dự án luật phát triển công nghiệp, đề nghị xây dựng dự án luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi. Sau khi thảo luận sôi nổi với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, Chính phủ cơ bản đồng tình với các nội dung dự án luật, đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến xác đáng xuất phát từ thực tiễn. Cùng với việc cho ý kiến cụ thể với từng nội dung của các dự án luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thêm một số nội dung. Thủ tướng giao các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến xác đáng tại phiên họp, lấy ý kiến đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trên tinh thần có kế thừa, có đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan của Quốc hội, chuẩn bị kỹ hồ sơ đúng thủ tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, đề nghị xây dựng luật. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, các luật quy định phải tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bám sát thực tiễn, đồng thời phải xây dựng theo hướng đơn giản thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được phân cấp, phân quyền và tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, chống được tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đảm bảo tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ và sẽ sớm có bước đột phá trong thời gian tới. Đó là khẳng định của Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra vào ngày 4 tháng 4. Thứ nhất là cơ quan điều tra khẳng định rằng là có cái hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi trong cái vụ án này. Cái thứ hai là tất cả các cái bị can bị tạm giam đấy thì đã bước đầu là nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra trong cái quá trình tiến hành tố tụng. Cái thứ ba là hoạt động của các cái đối tượng trong cái vụ án nhận hối lộ này thì hoạt động rất là tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong nước và ngoài nước, gồm một số cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, xảy ra trong một thời gian dài, và đặc biệt thời gian dài như thế sau khi tiến hành bắt giữ thì cũng một số đối tượng đối phó rất là quyết liệt. Cái thứ tư là cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, đang tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất của vụ việc. Thời gian tới cũng sẽ có những cái bước đột phá chuyển biến mới trong cái vụ này. Ngày 4 tháng 4, tại buổi tiếp ông Graham Stewart, phái viên thương mại của Thủ tướng Anh phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cảm ơn Anh đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống COVID-19, khẳng định Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, phát triển bền vững công nghệ tài chính, đào tạo, nguồn nhân lực. Việt Nam ủng hộ Anh tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với khu vực và sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Việt Nam quyết tâm thực hiện các cam kết đưa ra tại Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26. Tại cuộc gặp, ông Graham Stewart thông báo về việc nhóm các nước G7 đã nhất trí thông qua một nền tảng chuyển đổi năng lượng công bằng dành cho Việt Nam. Cùng ngày, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Campuchia và Lào, ông Graham Stewart, cùng đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Woods, đã tham dự lễ gắn biển trường Riwek Rama Việt Nam. Với sự ra đời của ngôi trường này, học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn để trải nghiệm môi trường học tập với thương hiệu quốc tế tại Việt Nam. Đây là trường đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu của một trong những ngôi trường tư thục hàng đầu nước Anh với gần 350 năm kinh nghiệm. Trường Riwek Rama Việt Nam cung cấp giáo dục ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với chất lượng quốc tế, đồng thời gìn giữ những giá trị của nền giáo dục Việt Nam cho học sinh từ 3 đến 18 tuổi. Nhân dịp này, đặc phái viên Graham Stewart đã chính thức công bố việc triển khai các chương trình học bổng đa dạng cho học sinh Việt Nam với mức hỗ trợ lên tới 70%. Học bổng sẽ dành cho các học sinh đang theo học chương trình song bằng tại các trường công lập Việt Nam, hướng dẫn, hỗ trợ và giúp các em ứng tuyển vào những trường đại học hàng đầu trên thế giới.
Chiều ngày 4 tháng 4, trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ Xu Lít, Thủ tướng Phan Kham Vị Phạo Văn và Chủ tịch Quốc hội Say Sỏng Phon Phong Vi Hẳn. Tại các cuộc tiếp, các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn, mong muốn lãnh đạo thủ đô Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đô thị để Viêng Chăn cùng các địa phương của Lào ngày càng phát triển. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến các đồng chí lãnh đạo Lào, đồng thời nhấn mạnh thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là thủ đô Viêng Chăn. Trước đó, trong cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn, hai bên đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2022-2025. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, quy hoạch và quản lý đô thị. Hà Nội công bố sẽ hỗ trợ Viêng Chăn xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát thủ đô Viêng Chăn. Để tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu ra nước ngoài, Bộ Y tế sẽ cấp hộ chiếu vaccine từ ngày 15 tháng 4 tới đây. Với chứng nhận tiêm chủng đạt chuẩn châu Âu, người dân có thể thuận lợi sử dụng khi đến một số nước có yêu cầu chứng nhận này và chấp nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc mà các cơ quan chức năng cần khẩn trương phối hợp xử lý để kịp cấp hộ chiếu vaccine cho người dân vào ngày 15 tháng 4. Bộ Y tế cho biết, hiện cả nước đã tiêm hơn 206 triệu liều, nhưng trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin hơn 197 triệu mũi tiêm. Như vậy, còn gần 9 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống. Theo số liệu của Bộ Công an, nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 đã gửi sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 154 triệu mũi tiêm, còn khoảng 41 triệu mũi thiếu thông tin về số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Những dữ liệu này sẽ phải được y tế cơ sở kiểm tra lại với cái dữ liệu mà hồ sơ mà y tế cơ sở họ có để và sau đó sẽ đối khớp với cả hỗ trợ phối hợp với cả công an cơ sở để rà soát lại. Theo Bộ Y tế, người dân đã tiêm chủng không phải thực hiện thủ tục gì để được cấp hộ chiếu vaccine. Chứng nhận này sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử PC COVID hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Dữ liệu tiêm người dân sẽ được ký hai lần. Lần thứ nhất là ký ở tại địa phương, tại các cơ sở tiêm để xác nhận các thông tin này là chính xác, đảm bảo tính pháp lý quyền lợi của người dân. Và sau đó là dựa trên các dữ liệu tiêm đã được ký số của địa phương thì Bộ Y tế sẽ ký chứng nhận cái hộ chiếu vaccine điện tử để người dân có thể sử dụng đem đi ra nước ngoài. Hộ chiếu vaccine của Việt Nam tương thích với 27 quốc gia châu Âu. Bộ Ngoại giao cũng đã làm việc với 17 quốc gia đã công nhận chứng nhận điện tử của Việt Nam. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 từ ngày 8 tháng 4 để Bộ kịp cấp hộ chiếu vaccine dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố vào sáng ngày 29 tháng 3, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 năm nay tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, nhiều đường bay quốc tế đã được khôi phục. Có thể nói điểm nhấn mà các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam muốn đem tới cho du khách quốc tế năm nay là những trải nghiệm du lịch và cảm xúc về cảnh quan thiên nhiên, về văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Vịnh Hạ Long, một điểm đến luôn thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế. Đây là những du khách quốc tế đầu tiên đến với tàu du lịch Bình Chuẩn trên Vịnh Hạ Long sau hơn 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Chị Michelle đến từ Singapore cho biết là vợ chồng chị đã háo hức quay trở lại Việt Nam ngay sau khi Việt Nam công bố mở cửa cho du khách quốc tế. Chúng tôi luôn yêu mến Việt Nam. Tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh một số lần, Đà Nẵng hai lần và Hà Nội lần này là lần thứ hai. Và Hạ Long cũng vậy. Vậy nên khi mà Việt Nam mở cửa trở lại, tôi nói với chồng là đến ngay Việt Nam. Chúng tôi đã được đón tiếp chu đáo trên một du thuyền đẹp và gặp các du khách khác đến từ các vùng miền của Việt Nam. Mọi người Việt Nam đều vui vẻ, cởi mở với du khách quốc tế và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Khám phá di sản quần đảo Cát Bà, Vịnh Hạ Long là một trong những tour du lịch thu hút đông đảo du khách cả trong nước và quốc tế. Tham gia vào chương trình này, các du khách có những giây phút thư giãn, đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long, được thưởng thức món ăn đặc trưng ẩm thực Việt Nam, được tham gia vào các hoạt động thể thao như chèo thuyền, đạp xe và đặc biệt là trực tiếp khám phá những khe núi, bãi biển hoang sơ trong quần thể di sản thiên nhiên thế giới này. Chui từ hang này sang hang kia là lần đầu tiên chúng tôi được trải nghiệm. Chỗ này như là một bãi biển riêng vậy. Điều mà chúng tôi chỉ thấy trong phim ảnh thì giờ chúng tôi đã được trải nghiệm. Rất tuyệt vời. Một trải nghiệm mới đối với chúng tôi. Thực sự là chuyến đi vượt quá mong đợi của chúng tôi. Tôi không ngờ lại có thiên nhiên và cảnh quan đẹp như thế này. Du thuyền và chất lượng dịch vụ cũng rất tốt. Chúng tôi sẽ quay trở lại để có chuyến đi dài ngày hơn và sẽ giới thiệu người dân Argentina đến với Việt Nam. Sau đại dịch Covid thì du khách quan tâm nhiều hơn đến cái phần tâm thân và tinh thần. Thì những cái trải nghiệm của chúng tôi cố gắng là đưa cho du khách vào những cái câu chuyện văn hóa và lịch sử Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn tập trung hướng tới cái việc mà dịch vụ chạm vào cảm xúc, những cái câu chuyện chạm vào cảm xúc cho du khách khi đến Việt Nam rồi đi rồi thì mong muốn nhớ và thương yêu và quay trở lại Việt Nam nhiều lần hơn nữa. Ngành du lịch Việt Nam mục tiêu năm nay sẽ đón 5 triệu lượt khách quốc tế và 60 triệu lượt khách nội địa. Tiếp theo việc mở cửa trở lại, việc chuẩn bị tốt các dịch vụ và tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch sẽ tạo điều kiện để du lịch Việt Nam phục hồi nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Để tìm hiểu rõ hơn về các chính sách thu hút và quảng bá du lịch Việt Nam trong thời gian tới, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, vậy thì cùng với việc mở cửa cho du lịch quốc tế thì Việt Nam đã có những chính sách biện pháp gì để mà tạo thuận lợi hơn nữa để cho du khách quốc tế đến với Việt Nam? Cùng với cái chủ trương mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế thì Việt Nam đã đưa ra hàng loạt các cái chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất để khách quốc tế đến Việt Nam, như là khôi phục cái chính sách thị thực như trước dịch, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng kết nối các cái đường bay quốc tế một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất, cũng như là triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tạo các cái điều kiện thuận lợi cho cái việc kết nối giữa trong nước ngoài nước. Xin ông cho biết là ngành du lịch Việt Nam đã có những kế hoạch quảng bá truyền thông như thế nào để mà thích ứng với bối cảnh và tình hình mới hiện nay. Ngành du lịch đã chuẩn bị một cái chiến dịch truyền thông quảng bá quốc tế cũng như là nội địa. Đối với truyền thông quảng bá quốc tế thì với một cái thông điệp là Live Fully in Việt Nam, là sống trọn vẹn ở Việt Nam. Chương trình này muốn lan tỏa một cái thông điệp lên thế giới là Việt Nam một điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách, với tràn ngập những cái sự sống động và trải nghiệm trọn vẹn. Đến với Việt Nam là được trải nghiệm những cái giá trị về sinh thái, về văn hóa và những cái trải nghiệm tốt nhất khi mà đến hành trình ở Việt Nam. Vậy thì với vai trò và chức năng của mình thì Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có những biện pháp gì để mà tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có thể nắm bắt nhanh hơn cơ hội từ việc mở cửa lần này và cũng là để phục hồi nhanh hơn nữa? Ngành du lịch cùng với ngành ngoại giao thông qua các cái hệ thống cơ quan đại diện ở nước ngoài thì đã tạo ra những cái kênh kết nối cũng như là phát triển một số phần mềm ứng dụng để các cái cơ sở dịch vụ trong nước, kể cả những cái doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hay là các cái gia đình cũng có thể kết nối trực tiếp với các hãng lữ hành trực tuyến trên thế giới. Chúng tôi cũng tạo một số những cái diễn đàn, những cái cơ hội kết nối như là một số các cái sự kiện, các cái hội chợ. Đặc biệt trong tuần tới là có hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội, thì các cái kênh kết nối sẽ được phục hồi rất là nhanh. Các cái hội thảo này, các cái diễn đàn này trực tuyến cũng như trực tiếp đã và sẽ được tổ chức một cách rất là chuyên nghiệp để mà kết nối các đối tác trong nước với đối tác nước ngoài. Dạ vâng, xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này. Trong phần tiếp theo của bản tin, Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường từ ngày 6 tháng 4 tới đây.
có một hành trình đặc biệt ở cả Việt Nam và Mỹ để cùng tìm ra vị trí khu mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ác liệt đồi Xuân Sơn cuối năm 1966 tại Bình Định. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Với hơn 29.000 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm trong một ngày qua, tổng số vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là hơn 206,5 triệu liều. Theo thống kê của Bộ Y tế, một số nơi có tỷ lệ bao phủ mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi dưới 90% như Gia Lai, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện một số phụ huynh vẫn nghĩ con mình đã mắc COVID-19 là có kháng thể nên lưỡng lự việc tiêm phòng. Thực tế cho thấy kháng thể do nhiễm SARS-CoV-2 sẽ bị giảm theo thời gian. Vì vậy, theo các chuyên gia, để bảo vệ trẻ, cách tốt nhất vẫn là tiêm chủng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh từ lớp 6 đến lớp 1 đi học trực tiếp tại trường từ thứ Tư ngày 6 tháng 4 tới đây. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi mỗi ngày. Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0, tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học. Thưa quý vị, suốt nhiều năm qua, có một hành trình đặc biệt ở cả Việt Nam và Mỹ để cùng tìm ra vị trí khu mộ tập thể đã chôn khoảng 80 liệt sĩ của trận đánh ác liệt đồi Xuân Sơn vào cuối năm 1966 tại Bình Định. Đó là hành trình của sự trăn trở khôn nguôi từ các cựu chiến binh, nhân thân, các liệt sĩ và thế hệ ngày nay để tìm lại máu xương của ông cha. Đó còn là sự day dứt của những người từng ở bên kia chiến tuyến, hành trình tìm lại sự thanh thản ở những ngày tháng cuối đời. Khu mộ vừa được khai quật một phần vào tháng 3 vừa qua. Khốc liệt và tang thương. Đây là những hình ảnh được chụp vào sáng ngày 27 tháng 12 năm 1966 sau trận tập kích ban đêm của bộ đội ta vào cứ điểm Xuân Sơn của địch. Dù quân Mỹ bị tổn thất nặng nề, nhưng cán bộ chiến sĩ của ta hy sinh cũng không ít, đa phần thuộc Trung đoàn 22 Sư đoàn 3 Sao Vàng. Phải đến hơn nửa thế kỷ sau đó, các bác, các chú mới được phát hiện trong hố chôn tập thể ở chiến trường. Đây là những di vật mà đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã tìm kiếm nhiều ngày qua tại hố chôn này. Chúng ta có thể thấy có những chiếc ví, chiếc lược, chiếc bút, thắt lưng và cả những chiếc dép cao su như thế này, cùng với hài cốt của các chiến sĩ đã nằm lại đây suốt 56 năm qua. Thời gian đã quá lâu nên chúng ta không thể nhìn thấy hình hài xương cốt của những người con đã anh dũng ngã xuống vì đất nước, mà chỉ còn một màu đất nâu. Anh em mình hy sinh, có những đồng chí còn một cái quần đùi, có những đồng chí không còn cái gì trên người, bị bọn nó kéo chân kéo tay cột kéo về để tập trung nằm một hàng dài, xót xa. Không thể kể hết được những lần mà thân nhân, đồng đội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã tìm kiếm khu mộ trong suốt hàng chục năm qua. Nhưng mọi thứ từng rơi vào vô vọng. Có một vài ý kiến là bảo thế này thì nó mênh mông lắm, không biết chỗ nào mà tìm đâu. Thôi cứu này thì chắc là tiêu rồi. Nhưng thực tế đi cái công việc này, phải kiên trì. Bao nhiêu năm qua, cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, vẫn đau đáu tìm kiếm khu mộ của đồng đội. Ông lên mạng và hỏi bất kỳ người lính Mỹ nào có thông tin và gửi hàng trăm email trao đổi. Và rồi đến một ngày đầu năm nay, nỗ lực của ông đã có kết quả. Ông đã gặp đúng nhân chứng trực tiếp chôn các liệt sĩ vào hố tập thể. Đáng lưu ý nhất là hai cái tường thuật của hai lính Mỹ. Một người là trực tiếp chôn bằng cốt xẻng, thứ hai nữa là trực tiếp chỉ huy cái xe ủi. Đây là một trường hợp mình không thể bỏ qua. Mình bỏ qua là mình có tội với lại lịch sử. After my service, sau trận đánh kinh hoàng đêm ngày 26 tháng 12 năm 1966, tôi mang theo mặc cảm tội lỗi. Nỗi day dứt đã theo tôi trong hàng thập kỷ sau đó mà không thể nói với ai. Tôi đã miêu tả về mộ tập thể mà tôi đã trực tiếp chôn trên trang web cá nhân của mình. Tôi không ngờ điều đó đến bây giờ lại có ích. Chúng tôi đã làm việc ngày đêm để chắt lọc ra thông tin chính xác nhất gửi cho đội tìm kiếm.
nếu có thể qua Việt Nam được, chúng tôi sẵn sàng cầm cuốc xẻng để tìm lại cùng các bạn. Sau gần 3 tuần tích cực tìm kiếm, đến nay, đội quy tập đã tìm được trong hố chôn khoảng gần 30 hài cốt của các liệt sĩ. Cựu binh Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp thông tin để tìm thêm các vị trí nghi ngờ khác ở trận địa. Các anh thông báo là tìm được hài cốt liệt sĩ, tôi khóc òa. Khi mà tôi gọi cháu tôi lên, tôi nói không ra lời, nghe lên xúc động. Nhớ về người anh mình, tuy rằng đã 56 năm, tới giờ tôi vẫn còn cái niềm đi được. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, hiện còn khoảng hơn 200.000 liệt sĩ vẫn chưa được quy tập tại các chiến trường. Chúng ta vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều để đánh thức những mảnh ký ức vẫn còn nằm sâu, để cho các liệt sĩ được thực sự trở về. Hiện công tác khai quật mộ liệt sĩ tại đồi Nhân Tịnh, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân của tỉnh Bình Định vẫn đang được tiếp tục mở rộng để có thể tìm kiếm được hết hài cốt các liệt sĩ còn nằm lại tại đó. Tại Bình Định dự kiến sẽ tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm và ẩm cúng cho các liệt sĩ vào ngày 17 tháng 4 tới, cùng với sự phối hợp của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Vâng ạ, chiến tranh thì luôn để lại những đau thương. Ngày 4 tháng 4 cũng là ngày thế giới phòng chống bom mìn. Quảng Trị là vùng đất lửa trong chiến tranh. Hậu quả của chiến tranh vẫn còn rất nặng nề khi diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn lớn nhất trong cả nước. Cũng vì vậy mà tại Quảng Trị đã hình thành một công việc nhọc nhằn và rất nguy hiểm. Đó là nghề tìm vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Và đã có địa phương dần hình thành nên tên gọi là làng giả phá bom mìn sau chiến tranh. Ký ức của nhiều người dân trong làng An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ không thể nào quên. Về một thời cả làng đi làm nghề rà phá vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Người đàn ông này đã chứa đựng nỗi đau về thể xác và tinh thần sau một vụ tai nạn bom mìn từ 18 năm về trước. Tháng 10 năm 94 thì bản thân tôi thì cũng bắt đầu là bị bom bi. Tôi trở về bom mìn cho nên chuyển hướng qua làm nghề làm vườn ươm cây giống. Làng An Mỹ có 200 hộ dân với gần 800 nhân khẩu. Trước đây cả làng đều theo nghề rà phá phế liệu chiến tranh. Chứng kiến những cái chết thương tâm, những hoàn cảnh bất hạnh, cả làng đã quyết tâm chuyển đổi nghề mới, tạo vườn ươm cây giống, phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Bản thân tôi cũng có suy nghĩ là mình làm ra cây giống thì cũng phải phụ trọng đôi trọc các cái chỗ mà trước đây bom đạn hưởng cho tương lai anh em, và sau này là không sợ gì bom đạn nữa. Màu xanh của cây rừng đang dần bao phủ khắp vùng cát của tỉnh Quảng Trị. Trong đó có đóng góp một phần không nhỏ của làng An Mỹ. Mỗi năm người dân làng An Mỹ cung cấp và trực tiếp ươm trồng khoảng 3 triệu cây keo và tràm giống. Bằng sự nỗ lực của chính quyền cũng như sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đến nay Quảng Trị đã có hơn 25.000 hectare đất bị ô nhiễm bom mìn nặng được làm sạch, với trên 765.000 bom mìn được xử lý an toàn. Quảng Trị đang hướng đến mục tiêu sau năm 2025 là tỉnh đầu tiên trong cả nước an toàn không chịu tác động của bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Chúng tôi đang quyết liệt chỉ đạo hoàn thành sớm khảo sát kỹ thuật, hoàn thiện được bản đồ kỹ thuật số ô nhiễm bom mìn cấp tỉnh, tập trung hoàn thiện cái bộ tiêu chí tỉnh an toàn trước cái hiểm họa bom mìn, tập trung hỗ trợ phát triển cho các cái khu vực bị ô nhiễm bom mìn trên địa bàn tỉnh. An Mỹ, làng cơ bom, tên gọi ám ảnh đó dần xóa nhòa trong tâm khảm của mọi người. Giọt mồ hôi của những người trồng rừng ở ngôi làng này rơi xuống để mầm xanh vươn lên trên vùng đất chiến trường xưa. Một sức sống mới đang hiện hữu trên miền quê của tỉnh Quảng Trị. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị đừng quên có thể xem trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.